Quê hương Vĩnh Lộc, Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, sản sinh ra nhiều danh nhân trong lịch sử Việt Nam và nhiều di tích lịch sử quan trọng như Thành Nhà Hồ, Đền thờ Trần Khắc Chân, Đền thờ Tống Duy Tân và nhiều danh tướng lẫy lừng của các phong trào chống giặc ngoại xâm. Để đến hôm nay, danh thơm vẫn còn vang vọng trong truyền thống của quê hương. Những làn khói hương thơm ngát này từ hơn 500 năm nay không ngớt vờn bay tại đây, nơi tôn thờ và tưởng niệm một đại danh tướng nước Việt thời gian nửa đầu thế kỷ 15. Đó là quan thiếu phó, liệt quốc công, gia phong hiển khánh vương Trịnh Khả, người tham gia phong trào Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược ngay từ những ngày đầu khởi nghĩa. Đến thời hậu chiến lại liên tục phục vụ ba đời nhà vua Lê, đó là Thái Tổ, Thái Tông và Nhân Tông. Trịnh Khả là vị danh tướng mà như sách lịch triều hiến chương loại trí đã nhận định, ứng biến vô cùng, làm chủ thời cơ, nhanh như cắt liệm, mạnh như tên bắn, vì thế hễ đánh là được. Trịnh Khả sinh vào cuối thế kỷ 14 ở nơi làng cổ Kim Bôi, cũng có tên nữa là làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Ninh, nay là xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đây là một ngôi làng có vị trí chiến lược ở miền Trung Du xứ Thanh, trung chuyển giữa miền Thượng Du và Hạ Du xứ này, ở không xa đất giới nghiệp Lam Sơn của phong trào yêu nước Lam Sơn và vương triều nhà Lê, lại cùng huyện với kinh thành Tây Đô của nhà Hồ vừa xây dựng xong lúc Trịnh Khả mới ra đời. Và cũng ngay gần căn cứ chiến lược của giặc Minh khi chúng chiếm đóng tòa thành này vào tuổi thơ ấu của Trịnh Khả. Quê hương của Trịnh Khả cũng kề cận đất phát tích của dòng họ các chúa nhà Trịnh chuyên quyền ở các thế kỷ 17 và 18. Nhưng họ Trịnh của Trịnh Khả có tổ tiên là người làm quan và đánh giặc Mông Nguyên từ thời nhà Trần, không có liên quan gì với dòng họ các chúa Trịnh này. Huyện Vĩnh Lộc thì nằm trên vùng đồng bằng sông Mã. Có thể nói đây là vùng đất cổ, bởi từ thời tiền sử thì nơi đây đã có người tụ cư đến sinh sống. Và nơi đây còn là nơi phát tích của 12 đời chúa Trịnh. Ngoài ra, trên mảnh đất Vĩnh Lộc thì có rất nhiều những người con ưu tú, những danh nhân mà tên tuổi của họ đã gắn liền với các cái phong trào cần vương, rồi những phong trào đấu tranh chống quân xâm lược, rồi là tên tuổi của họ đã đi vào trong lịch sử, sử sách của dân tộc. Là cụ Trịnh Khả đó, sinh ra và lớn lên tại cái nhà này. Và khi cụ ấy, ra đi phò Lê ở 19 vị anh hùng dân tộc ở Lũng Nhai, thì cụ cũng đi từ đây. Đến đây. Mà đến hội thề Lũng Nhai là cụ Trịnh Khả đứng hàng thứ 6 của 19 vị anh hùng. Sách lịch triều hiến chương loại trí đã viết, năm Trịnh Khả 16 tuổi, đi cày ruộng, chăn trâu. Một hôm ngồi nghỉ ở tùng chùa trên núi, có tướng giặc nhà Minh đến từ thành Tây Đô, thấy vẻ mặt ông thì ưa, bèn dẫn về nuôi làm nô tỳ. Ít lâu sau khi xem tướng, tướng giặc này lại bảo rằng thằng bé này hình rồng mắt hổ, khỏe như ba quân, ngày sau tất cầm cờ mao tiết, tức làm tướng quân. Và rồi hắn cũng bảo rằng ngày sau mi là người đánh đuổi chúng ta, cho nên ta phải giết mi, nếu không sẽ có hậu họa. Khả sợ trốn đi, người Minh bắt không được, mới dắp tâm bắt bố ông để ông phải quay trở về đầu hàng. Nhưng Trịnh Khả đã không quay về, chúng liền quẳng người bố xuống sông. Đến đêm ông lẻn về vớt xác cha lên để đem chôn. Từ đấy với lòng thương xót căm giận, ông thiết nghĩ phải báo thù cho cha. Cái sự nghiệp của cụ Trịnh Khả thì Gia Phả đã biết rồi, rồi là
một số cụ ở bên Giang Đông cũng đã có báo cáo lại rồi. Nhưng mà trong một số cái sử sách có nói và một số cái nhà văn hóa có nói cụ là nằm trong những bậc là tứ trụ triều đình. Thì ở trên là vua, xong xuống đến thái sư, xuống đến thái úy và đến thái bảo. Thì cụ Khả là thái úy thì nằm bậc là tứ trụ triều đình. Sẵn ý chí căm thù giặc, được tin ở Lam Sơn hào trưởng Lê Lợi đang ngầm nuôi chí lớn, đánh giặc giữ nước, Trịnh Khả liền tìm đến theo. Năm 1416, bộ chỉ huy sớm của nghĩa quân Lam Sơn tại hội thể Lũng Nhai giữa 18 nghĩa sĩ là hạt nhân đầu tiên đã có mặt Trịnh Khả, cùng với những nhân vật lịch sử khác như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lưu Nhân Chú, Phạm Văn Xảo, Lê Văn Tính, Lê Sát, Lê Ngân, Lê Lai, v.v. Năm 1418, chính thức kéo cờ khởi nghĩa Lam Sơn, Trịnh Khả được giao chỉ huy quân Thiết Đột, tức là quân xung kích tinh nhuệ của phong trào Lam Sơn. Cũng ở vào năm 1418 này, có hai việc đặc sắc liên quan đến Trịnh Khả. Một là giặc Minh đưa đại quân đàn áp phong trào Lam Sơn đã tàn bạo đào mả tổ tiên Bình Định Vương Lê Lợi. Nhưng Trịnh Khả đã đội cỏ bơi đến giữa thuyền lấy lại được hài cốt đem về. Và hai là Bình Định Vương Lê Lợi thấy Trịnh Khả biết thạo tiếng Lào, bèn sai Khả mang tờ điệp sang xứ Ai Lao nhờ giúp binh lương. Trịnh Khả đã thành công trong việc vận động vua Ai Lao hợp tác giúp đỡ nghĩa quân Lam Sơn. Ở buổi đầu của Lam Sơn khởi nghĩa thì lực lượng mang tên là Thiết Đột, đúng như tên gọi của nó, là một thế lực quân sự quan trọng. Đây là đạo quân đặc biệt tinh nhuệ, xung kích và chủ lực. Trịnh Khả được giao chỉ huy đạo quân đó với vị thế được chép vào sách sử là thứ thủ, tức là đứng thứ hai trong cái việc chỉ huy quân Thiết Đột. Trịnh Khả lại được ghi vào sử với khả năng của một người mà giỏi mà thạo tiếng Lào. Nhưng mà với cái khả năng đặc biệt đó thì Trịnh Khả đã được sử dụng đúng chỗ. Sau buổi đầu, đến những năm tháng giữa cuộc đấu tranh gian khó, kéo dài chống giặc Minh của phong trào Lam Sơn, đúng như nhận định của sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Trịnh Khả đánh nhau với giặc lớn nhỏ hàng trăm trận, trận nào ông cũng thắng giặc, lập công to lớn. Trịnh Khả đã tham dự, chỉ huy và lập công ở các trận Trà Lâm, Khả Lưu, trên phương hướng và đường đi của nghĩa quân trong cuộc chuyển hướng chiến lược từ Thanh Hóa vào Nghệ An những năm 1424-1425. Năm 1426, phát triển lực lượng ra phía Bắc, Trịnh Khả cùng các tướng Phạm Văn Xảo, Lý Triện được giao chỉ huy đạo quân nòng cốt 2.000 người. Giải phóng Năm Lộ, Quảng Oai, Gia Hưng, Tam Đới, Lâm Thao và Tuyên Quang, tạo áp lực từ hướng Tây Bắc vào trong trung tâm xào huyệt đầu não của giặc ở Đông Quan, tức thành Thăng Long. Trịnh Khả còn độc lực chỉ huy một cánh quân từ hướng ấy giáp sát Đông Đô đánh trận Ninh Kiều mà Nguyễn Trãi đã mô tả trong Bình Ngô Đại Cáo, đó là Ninh Kiều máu chảy thành sông, trôi tanh muôn dặm. Trong khi Triều Minh cử đại binh sang tiếp viện, Trịnh Khả lại đem quân chặn đánh cánh quân của Vương An Lão, vừa bắt vừa chém đến hàng nghìn tên. Sang đầu năm 1427, Trịnh Khả lại đưa quân về tham gia chiến dịch bao vây thành Đông Quan của giặc, lại cơ động đưa quân lên đánh thành Tam Giang. Bây giờ thì bình tĩnh mà tra cứu bản đồ, thống kê lại những địa danh trận mạc mà Trịnh Khả đã trải qua, thì thấy lúc thì ở trong xứ Nghệ, lúc thì lại lên tận miền Tây Bắc, rồi có mặt ở giữa đồng bằng khi đánh trận Ninh Kiều, và thậm chí áp sát vào
trung tâm đất nước là thành Đông Quan lúc bấy giờ, rồi thì lại ngược lên miền Tam Giang, bây giờ là Việt Trì, để chiêu dụ, để đánh hạ cái tòa thành của giặc. Như vậy, dùng thuật ngữ hiện đại là cái khả năng chiến trận cơ động Trịnh Khả là nổi bật lên ở giữa phong trào Lam Sơn và những trận đánh của thời Lam Sơn ấy, là với cái phẩm chất đặc biệt ấy. Cuối năm 1427, Trịnh Khả đang dự chiến dịch bao vây đánh hạ thành Đông Quan thì Triều Minh dốc ván trận cuối, cử Liễu Thăng, Mộc Thạnh đem 15 vạn quân cứu nguy cho chiến cuộc đã lâm vào thế bí. Bộ chỉ huy Lam Sơn quyết định mở hai chiến dịch chặn đánh, tiêu diệt hai đạo viện binh, chiến dịch Chi Lăng, Sương Giang và chiến dịch Ải Lê Hoa. Trịnh Khả cùng các tướng đã chỉ huy chiến dịch Ải Lê Hoa, chặn đánh, phá tan đạo viện binh 5 vạn người của tướng lão luyện Mộc Thạnh. Như sử sách đã chép thì 10 năm đánh giặc của phong trào Lam Sơn ấy đã kết thúc thắng lợi vẻ vang bằng hai chiến dịch. Một chiến dịch quan trọng là bao vây và giải phóng Đông Quan. Một chiến dịch nữa là tiêu diệt viện binh. Trong cái việc tiêu diệt viện binh, phá tan những nỗ lực cuối cùng của cả vua quan nhà Minh bên chính quốc lẫn lực lượng quân sự triều binh ở nước Việt, thì có cái việc chọn lựa chủ lực hay là mặt trận chính để đánh đòn chủ công, thì việc chọn lựa đúng đắn sáng suốt của Bộ Chỉ huy Lam Sơn ấy là đã đưa đến kết quả là tiêu diệt toàn bộ đạo viện binh đi đường Lạng Sơn, Nam Quan xuống Trung Du rồi tới trung tâm đồng bằng, kinh đô nước Việt. Đạo quân ấy 10 vạn tên do Liễu Thăng chỉ huy. Nhưng mà không thể quên được một mặt trận rất quan trọng, mà thậm chí là còn có người chỉ huy ở cấp cao hơn cả Liễu Thăng. Đấy là Mộc Thạnh. Trịnh Khả là người mà đã góp phần quyết định vào cái việc tiêu diệt đạo quân 5 vạn người của lão tướng Mộc Thạnh ở mặt trận Ải Lê Hoa. Ở thời vua Lê Thái Tổ, đuổi xong giặc Minh, đất nước đại định, chuyển sang thời hậu chiến, bắt đầu bằng việc khen thưởng các công thần ở thời chiến trước đấy. Năm 1428, Trịnh Khả được phong Kim Tử Vĩnh Lộc Đại Phu, Tả Lân Hộ Vệ Thượng Tướng Quân, ban cho Kim Phù Ngư Trong Ngân, tức cá vàng nạm bạc. Năm 1429, khắc biển phong tước cho các công thần, Trịnh Khả được phong Liệt Hầu, trông coi mọi việc trong cung vua Lê Thái Tổ. Ở thời vua Thái Tông, dẫu là thời vua kế vị, bắt đầu diễn ra cảnh công thần quan liêu hóa, tranh chấp địa vị và quyền lợi, khinh loát việc triều chính và tân vương tức vua còn trẻ. Trịnh Khả trong hoàn cảnh ấy thức thời xin về hưu, nhưng vua Thái Tông vẫn giữ lại, chỉ cho chuyển ra làm tuyên úy đại sứ ở Lạng Sơn, coi việc quân dân ở vùng biên giới ấy. Ở thời vua Lê Nhân Tông, lên ngôi lúc mới 2 tuổi, Thái hậu Nguyễn Thị Anh là người nhiếp chính. Năm 1443, Trịnh Khả vẫn được trọng dụng, được phong tước quân thượng hầu. Trong những năm từ 1428 đến 1433, thời lượng thì chỉ có 5-6 năm thế thôi. Nhưng mà đây là thời gian mở đầu thời kỳ hậu chiến của lịch sử thế kỷ 15. Nó diễn biến vô cùng phức tạp và có những yếu tố rất quan trọng. Trong cái tình hình ấy thì Trịnh Khả vì là người đồng hương với lại
Bình Định Vương Lê Lợi, mà bây giờ đã trở thành Hoàng đế Thuận Thiên. Về sau thì có miếu hiệu là Lê Thái Tổ của nước Đại Việt rồi đấy. Thì không có vấn đề gì về sự kỳ thị bên trong, bên ngoài, xa và gần, đồng hương hay là ngoại địa. Năm 1451, có kẻ gièm pha việc kết đảng cướp ngôi của cha con Trịnh Khả. Thái hậu Nguyễn Thị Anh cả giận, ra lệnh giết Trịnh Khả và con trai cả là Trịnh Bá Quát. Năm 1453, Lê Nhân Tông trưởng thành, bắt đầu chính thức coi chầu. Việc đầu tiên là khôi phục quan tước, đền bù cho gia đình Trịnh Khả 100 mẫu ruộng. Năm 1484, vua Lê Thánh Tông truy tặng chức tước thiếu phó liệt quận công. Sau gia thăng thái úy liệt quốc công, ra lệnh lập đền thờ ông ở làng quê. Cụ là người mà được Lê Lợi tin dùng, và cụ một trong 18 người ở dự hội thề Lũng Nhai. Khi mà Bình Công, cụ được là nhà Lê, hội đồng nhà Lê, vua phong là khai quốc công thần đệ nhất. Và trong cái cuộc kháng chiến chống giặc Minh thì cụ là người mà đã một trong những tướng mà lãnh đạo cái bộ phận quân ở phía tây của thành Đông Quan và chặn viện binh từ Vân Nam sang, từ đó uy hiếp được giặc Minh ở trong thành Đông Quan. Trong cái lần mà tổng kết cái hội nghị, cụ là một trong 13 người dự hội thề Đông Quan, và từ đó cụ được phong tước hầu trong cái việc mà thực hiện cái việc đó. Trịnh Khả ngoài việc được nhận những huân tước, những chức vụ vô cùng cao cả, thì còn được ban quốc tính, tức là mang họ của vua, trở thành Lê Khả. Lê Khả, Trịnh Khả ở trong thời kỳ này đấy, có một đặc điểm quan trọng đấy, là người ta cứ tưởng rằng hậu chiến là yên ổn rồi, nhưng mà vẫn không yên. Chiến tranh vẫn cứ còn lác đác, nhưng mà quan trọng nổ ra ở đây, ở đó. Và người gánh vác việc xử lý bằng quân sự những cuộc bạo động mà không chỉ ở trong nước mà còn ở nước láng giềng ấy, thì một lần nữa lại là Trịnh Khả. Quê hương của danh tướng Trịnh Khả, thôn Giang Đông, Vĩnh Hòa, bên dòng sông Mã hiện vẫn ngát khói hương sùng mộ của nhiều thế hệ bậc danh nhân đất Việt. Một danh tướng lẫy lừng thời kỳ Lam Sơn, để hằng tưởng nhớ một con người trong dòng họ đã làm rạng danh tiên tổ, bất khuất và anh hùng. Công đức của đại danh tướng Trịnh Khả đã góp phần làm nên cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vừa được kết thúc như bản anh hùng ca nổi tiếng trong bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi. Đánh một trận sạch không kinh ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông, để rồi xã tắc từ nay vững bền, Giang Sơn từ đây đổi mới.